Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình chia sẻ cho anh em một app ứng dụng biên tập rất là nhiều hình nền năm 2022. Để biết là ứng dụng nào thì mời anh em xem tiếp video. Ứng dụng mà mình muốn chia sẻ cho anh em có tên là New Year 2022 One Paper HD 4K. Anh em vào cửa hàng Sách Play tải cho mình ứng dụng này và cài đặt về máy. Hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nha anh em. Bây giờ anh em bắt đầu mở ứng dụng lên. Đây là giao diện của ứng dụng nha anh em. Nhìn rất là đơn giản. Có rất là nhiều mẫu hình nền năm 2022. Lạ mắt, độc đáo và rất đẹp nha anh em. Anh em có thể sử dụng nhiều mục đích khác nhau và hoàn toàn miễn phí hết. Để tải một hình nền bất kỳ, anh em chọn vào cái hình nền. Nếu có quảng cáo, anh em đợi hết quảng cáo. Anh em kéo qua lại để xem trước cái hình nền nè. Để tải về, anh em chọn vào biểu tượng tải xuống ở đây. Nếu có quảng cáo, anh em đợi hết quảng cáo là ok. Hình nền tải về, nó nằm đúng thư mục, có tên của ứng dụng luôn. Tải hình nền rất là đơn giản, chỉ vài thao tác. Chúc anh em thành công. Mình dừng lại nội dung ở đây nha anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp. Xin chào.